xin chào các bạn hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chữa đề thi ngữ pháp n 3 đầu tiên là môn đại số 1, ngữ pháp trong câu câu 1 một emachinotoshokanio hong rassia sidina do mo aru ở trong thư viện của thành phố a của thị trấn a sách này cũng đặt cũng có để tạp chí và đĩa cd vậy thì chỗ nào sẽ điền vào đây niote tùy thuộc vào thay đổi theo vân vân rất nhiều nghĩa nhưng mà không có nghĩa nào hợp lý trong trường hợp này Nikrabete là so sánh Ở đây không có so sánh nhé Nokotode là vì cái việc Cũng không phải, đúng ở đây phải là đoạn số 4 Nohokani có nghĩa là ngoài sách ra thì còn có những cái này nữa Câu số 2 à, Đoạn hội thoại giữa người A và người B này A nói là Moshi moshi ima eki ni tsuitan da kedo doko ni iru Alo, tớ vừa mới đến ga Cậu đang ở đâu đấy? Eto gì đó này, homya Shiteru Cậu có biết cái 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 uh, hiệu sách à? Vậy thì đây sẽ là đưa ra cái tên của hiệu sách đúng không? Thì sẽ phải là bình thường mình sẽ dùng là toyu đúng không nhỉ? Bình thường này sẽ là danh từ chỉ tên riêng của nó, song cộng với toyu và cộng với danh từ đằng sau. Nhưng mà trong giao tiếp ấy, thường cái toyu này biến thành t. Như vậy đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án số mấy? Phải là đáp án số 2 chứ không dùng tô này không dùng đắt t hay là nang cà nhé cậu có biết cái hiệu sách tên là kimura bức không ừ biết tớ ở gì nhỉ tớ ở trong đó tiếp theo câu số ba hajimete arubaito shite okane o kasegu ga gì đó wakata lần đầu tiên đi làm thêm thì tôi hiểu được cái việc kiếm tiền nó vất vả như thế nào đúng không? Vậy thì đây là chèn một câu hỏi, một câu nghi vấn vào trong câu thì chắc chắn là đuôi kết thúc phải là gì nhỉ? À, ở đây có cái từ là dore là chỉ thị tự là nghi vấn từ do vậy phải là cả đáp án đúng của chúng ta sẽ là số 1 nhé. Không phải là đà cũng không phải là NANOGA ga. Kadoka ka là không có cái nghi vấn từ À xin lỗi không có cái chỉ thị từ à, nghi vấn từ nhưng mà đây là có cho nên là phải là tai hên cờ. Lần đầu tiên đi làm thêm thì tôi mới hiểu là cái việc kiếm tiền ấy nó vất vả đến mức nào như thế nào. Câu số 4. Kezamashi doke ga naranakatta. Ichi jikan mo Sáng nay này, đồng hồ báo thức không kêu. Tôi ngủ muộn một tiếng, những một tiếng ha dư đe ipo cd và bài ở đây chúng ta thấy rõ ràng là đằng trước là gì đấy đằng trước là nguyên nhân đằng sau là kết quả mà đây là kết quả không tốt thì đáp án đúng nhất phải là số 3 cd tại đúng nhỉ tại cái đồng hồ báo thức nó không kêu mà tôi ngủ muộn những một tiếng ha dư D là chắc chắn này phán đoán không phải đây là sự thật rồi ipo đê là một mặt thì mặt khác thì nhá nó không đi với lại thể thể tà như thế này Uh, ba ai là trường hợp cũng không phải. Câu số 5. Chồng nói là gì đây? Chốt tổ kombini ni ite curio À, chồng đi ra kombini một chút rồi về. Vợ bảo là ừ, ite ra sai À, kombini ni gì đó. Giu niu kate kite. vợ, bảo là ừ thế chồng đi đi. À, xong là kombini này. Thì hãy mua sữa Vậy thì bình thường chúng ta hay được học là khi mà đối phương tiếp nhận cái lời của người đã nói đằng trước thì sẽ dùng cái gì đây? Thì chúng ta sẽ thường dùng cái ngữ pháp nara đúng không? Đấy là y cự nara hoặc là y cự no nara. Thế nhưng mà trong đây chẳng có cái đáp án nào là thấy giống như vậy cả. Đây y kê ba, y tê y tara, y cự to sư to và y cưng đạt Không thấy có cái nào giống như thế. Thì bây giờ chúng ta phải loại trừ thôi. Ví dụ số 1 nhá y kề bà, nếu đi thì câu này không đúng bởi vì là nếu mà cho là y kề bà vào đây ấy thì nó sẽ thành câu đấy chủ ngữ là gì chủ ngữ là người chồng đi đến đây người chồng mua hành động đi và hành động mua đều là có ý chí do vậy là cùng chủ ngữ hai vế và cùng động từ ý chí thì không thể đúng được loại một ite itara không dùng dạng tiếp diễn nhé ite itara như này Đấy. Nếu dùng itara thì có thể chấp nhận được nhưng mà dùng te itara là không đúng. Ikuto suruto tô là giả định giả sử. Đấy, không dùng luôn. Đằng sau không dùng dạng ý chí. Đáp án đúng chúng ta sẽ là đoạn án số 4, ikundatara. Ở đây undatara ấy nó chính là dạng ờ uh, xuồng xã hơn so với lại uh, nonara hay là Ở đây các bạn có no này chính là một dạng của ưng và nara gì đấy nhỉ? Nara là, là dạng trang trọng hơn một chút của Datara Như vậy đáp án đúng của chúng ta phải là 4 Nếu mà chồng đi combini thì chồng mua cả sữa nhé Câu số 6 Uchi piano gì đó, Piano ga, ie kara toi no de Hitori de Con nhà tôi ấy thì từ hôm qua piano này nhưng mà bởi vì lớp piano xa nhà cho nên là tôi lo cái việc, cái việc mà để cho nó đi một mình thì tôi rất là lo thì đây chúng ta thấy là từ hôm qua đúng không một là gì narai hajime bắt đầu học piano từ hôm qua hợp lý đúng đáp án một số hai narai tsuzuketa tiếp tục học piano từ hôm qua không nói như thế nhá nghe nó okashi cô ba narawase ta kata dạng uh, sai khiến đúng không muốn bắt học Sai Muốn bắt học ở đây chủ ngữ là Uchino kodomo Thì là con mình phải là con mình uh, Muốn con mình học Chứ nếu mà cho cái số 3 vào đây ấy, Thì thành là con mình muốn bắt ai đó học Không đúng Câu 4 là Narawasete hoshi kata Là muốn ai đó cho mình học Cũng sai luôn không phải thể sai khiến Câu số 7 Khách nói là Sumimasen ote arai wa doko desu ka Xin lỗi, cái nhà vệ sinh ở đâu? Nhân viên mới nói là Achirano erebeita no yoko ni gì đó Orimasu, gozaimas itashimas và irasaimasu. Vậy thì bình thường sẽ trả lời là ở đâu đó là chúng ta dùng arimasu đúng không? Đấy. Nhưng mà trong văn phong lịch sự ấy thì arimasu sẽ thành gozaimasu. Như vậy đáp án đúng chúng ta sẽ phải là đáp án số 2. Odimas là khiêm nhường ngữ của imas Ở đây không dùng khiêm nhường ngữ nhé Mà phải dùng dạng lịch sự Itashimas là dạng khiêm nhường của simas Cũng loại Irashimas là dạng khiêm là dạng tôn kính của imas Kimas vân vân Không phải dùng tôn kính Tiếp theo câu số 8 Isha ni Mada netsu ga aru kara Muri o gì đó To iwareta no CÔ Kinoa gakko yasunda bởi vì tôi đã được bác sĩ nói là à, Vì vẫn còn hơi sốt cho nên là quá sức đấy. Vậy thì bác sĩ đã khuyên là đừng làm quá sức đúng không? Cho nên là hôm qua tôi đã nghỉ học ở trường Vậy thì cái nào là diễn tả lời khuyên? Một sima sendesta ka là câu hỏi mà trong quá khứ sai Không phải câu lời khuyên Sinai yoni Chính xác đúng không? Đầy đủ nó là sinai yoni shite kudasai Là hãy cố gắng đừng có làm gì quá sức nhá Đúng là ni bằng Câu số 3 là Shinakata no ni Đã không làm gì quá sức ấy vậy mà Sai Không phải câu lời khuyên Shite imasen ga Đang không làm điều gì quá sức vậy mà Cũng sai luôn Câu số 9 ta cứ kaimono shita no de Sai phu ni Go en no kote inai bởi vì tôi đã mua sắm rất nhiều cho nên là ở trong ví ấy 500 yên này, nokotei inai đều ạ đê si cả gư đai gư si cả thì ở đây chúng ta thấy là trong ví chỉ còn lại 500 yên đúng không vậy thì muốn nó mang nghĩa khẳng định vậy thì bắt buộc phải là có si cả đấy vậy thì chúng ta sẽ loại được một và loại được ba bởi vì không có si cả nhé vậy thì còn hai với lại bốn vậy thì là đê si cả hay là gư đai si cả thì đây là khoảng đúng nhỉ đấy không phải là gô hét cứ ND được D đằng sau một lượng từ ấy Nó diễn tả là à Uh, hết tổng cộng là như vậy hoặc là làm gì đó với lượng đó nhưng ở đây không trong cái câu này thì không phải là người ta làm gì với 500 yên mà là còn khoảng như vậy trong ví thôi thì chúng ta phải dùng gurai gurai là khoảng và shika để đi với dạng phủ định tôi đã mua sắm rất là nhiều cho nên là trong ví chỉ còn khoảng 500 yên câu số 10 Terebi no ryori bangumi de ở trên một chương trình nấu ăn trên TV này. Tsugi ni nabe ni Aburao ire, uh, 170 độ, attamete kudasai. Tiếp theo là hãy cho dầu vào chảo và hãy đun nóng, hãy đun nóng 170 độ đến 170 độ đúng không? thì phải dùng gì? Một này nina đệ đến khi trở thành 170 độ đến khi một đến 170 độ đúng không? Chính xác rồi nhá. Một nishita kurnate trở nên muốn làm gì sai? Ninate ite À ni ite Cũng sai luôn nhá Ni sư yori đi Hơn là làm cái gì đó Ở đây phải là một Đun nóng đến khi như vậy Câu số 11 Watashi no yume wa Sekai no Gì đó Ai kuruma o tsukuru koto da Cái giấc ước mơ của tôi ấy Là làm ra một cái ô tô Mà được Yêu mến, đúng không? Ở đây các bạn thấy là động từ Ai sareru là dạng bị động vậy thì chắc chắn đối tượng của câu bị động sẽ phải là gì phải là cara hoặc là ni đúng nhỉ vậy thì chúng ta sẽ loại được số 1 là đa đệ cà mộ hay là số 2 đa đệ mộ chỉ có số 3 là cara mộ hoặc là 4 đa đệ cà ni đệ mộ thì xuất hiện ni hoặc là cara thì thì đúng vậy bây giờ sẽ xét xem cái nghĩa của nó nghĩa của câu nào chính xác câu này có nghĩa là ước mơ của tôi là sản xuất ra một cái ô tô mà được gì đấy được cái sự yêu mến từ từ gì nhỉ? Từ tất cả mọi người ở trên thế giới nhá. Như vậy đáp án đúng của chúng ta phải là số 3. Nếu như là số 4 ấy, đó là đa đệ cả tức là được một ai đó trên thế giới yêu mến, không phải ý người ta là tất cả mọi người cơ. Khi nó ghép là đa đệ cả ra mô như này thì nó mang nghĩa là từ tất cả mọi người, từ bất kỳ ai ở trên thế giới, ai cũng thế, chứ không phải là đa đệ đây là hỏi cụ thể là một người cụ thể nhá, mà là từ bất kỳ ai còn đa thì một ai đó rồi thì không đúng. Câu số 12. Okusa peto kau koto ni hantai nan desu ka? À vợ của vợ của anh sẽ phản đối việc nuôi thú cưng à? So nan desu. Demo tsuma mo dobutsu wa suki na no de tsuma to Ờ, đúng như vậy Thế nhưng mà bởi vì vợ tôi cũng rất là thích động vật Cho nên là hôm nay sau khi về thì tôi sẽ với vợ à, tôi sẽ làm sao à, Hanashi Ai Tagate Mas Tagaru là dùng cho mong muốn người thứ ba nhưng mà đây là người chồng là người chủ động nói thì không thể dùng ngôi thứ ba được số hai là Hanashi Ate Miru Tsumori des. là dự định sẽ thử bàn bạc đúng không chính xác rồi nhé tôi dự định sẽ bàn bạc thử với vợ câu số ba là gì đây Hanashi ai tai ni chigai arimasen Chigai là khác nhau Arimasen là không có Không có cái sự gì khác Không có cái việc gì khác Chính là cái việc muốn Trao đổi Nghe nó rất là okashi đúng không Đây là một câu diễn tả phán đoán Cái ngữ pháp này học chính ở trong N2 Không phải Câu số 4 uh, Hanashi ate okeba in Là nên Trao đổi trước Sai Câu 13 này Kare no ewa e shashin -no yoni mieru iwarete Tranh mà anh ta vẽ ấy, thì trông giống hệt như bức ảnh. Nếu như được uh, cho xem và được nói đấy là ảnh ấy, thì tôi cũng sẽ tin đúng không? Số một là Shinjirare -so này tôi không thể tin được. Sai. Rare nakata rashi à, có vẻ là đã không thể tin sai đúng không số 3 là gì xin jite tôi đã tin mất và 4 là gì xin jite shimai so có nghĩa là có vẻ là sẽ lỡ tin điều đó chính xác phải là 4 nhá đây là một câu mà diễn tả cái sự thật tức là luôn luôn như vậy cho vậy chúng ta sẽ không dùng cái dạng thẻ gì đấy nhỉ thẻ tà ở câu này đúng phải là số 4 lỡ tin nếu như mà được cho xem Cái bức uh, Cho xem cái bức tranh đấy và nói đấy là ảnh Có rất là nhiều người họ vẽ tranh siêu thực cực kỳ đẹp Tiếp theo chúng ta sang phần dấu sao Câu 14 bốn si ni aru rezo wa Sanju mo Oya mada kai kaenai To ite iru Itsu Cái chỗ này là bị sai này Kowarete mo Itsu kowarete mo okashiku nai đây cái tủ lạnh ở nhà tôi thì uh, những 30 năm nhá những 30 năm này bố mẹ tôi vẫn nói là mada kai cái nai vẫn chưa thể uh, mua mới được vẫn chưa thay thế được dù một lúc nào đó nó hỏng cũng không có gì làm lạ là cái thứ cũ ấy vậy mà đang sử dụng Vậy thì uh, chúng ta thấy có gì đây có San Junemo là những 30 năm vậy thì chắc chắn phải là gì? Đang sử dụng được những 30 năm đúng nhỉ? Vậy thì các bạn sẽ xếp đằng sau cái câu đằng sau cái 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 cái, cái dấu đằng sau cái San Nemo. sẽ phải là mấy? Sẽ phải là 4 đúng không? Đó là Tsukateiru. Đấy. Tiếp theo, đằng sau cái này sẽ là gì? Đằng sau cái này sẽ là thể thường hoặc là ngữ pháp. Đấy. Thể thường, uh, à xin lỗi không phải thể thường Mà là danh từ hoặc là ngữ pháp nhé Thì ở đây cái số 2 là mono Cũng thỏa mãn Và cái số 3 là noni cũng thỏa mãn Đấy, nhưng mà các bạn sẽ thử ghép Đúng nhỉ, nếu mà chúng ta cho noni ở đây ấy Nếu như các bạn cho noni ở đây Thì cái số 1 này Itsukowaretemo okashikunai Nó sẽ gì đấy Nó sẽ phải ghép với lại cái danh từ số 2 này Bởi vì đây là cũng đang để ở thể thường Thì nó sẽ không hợp nghĩa Vậy thì chúng ta sẽ phải xếp 4 này Sau đấy là gì đây nhỉ Sẽ là 2 Furui mono de Tiếp theo là 1 Itsu Koarete mo Okashikunai Và cuối cùng là 3 <frui> Noni <monode> Đây là thứ tự đúng của chúng ta nhé, 4 2 1 3. Các bạn sẽ khoanh đáp án số 2. Câu này có nghĩa là cái tủ lạnh ở trong nhà tôi là cái thứ cũ rồi, Đấy. mà sử dụng mà đang sử dụng những 30 năm rồi. Cho nên là một ngày nào đó, một lúc nào đó dù nó có hỏng thì cũng không có gì làm lạ. Ấy vậy mà bố mẹ tôi vẫn cứ nói là không, không mua cái mới, chưa mua chưa thay cái mới. Tiếp theo câu 15. Nani nani no kensetsu kouji ga joute datta. han Các bạn thấy nhá, nghe nói là đang bị muộn. Vậy thì phải là cái gì bị muộn? Vậy thì chắc chắn là đằng trước nó phải là gì? Phải là số 1 đúng không? Trợ từ ga là cái gì muộn này? Ekibiru no kensetsu kouji ga. Tiếp theo các bạn có tê là dự định vậy là đằng trước dự định phải là gì phải là danh từ nno hoặc là động từ v-rự đúng không vậy thì ở đây chúng ta sẽ phải có bốn chúng ta sẽ xếp trước hai bốn là oarự hai là yt data Đấy, xếp được như thế này à, vậy thì uh, yt data đang ở dạng thường đúng không nhỉ? vậy thì đằng sau phải là ngữ pháp à, ví dụ như là nô nhị nó sẽ đi được với lại thể thường hoặc là nô đế vân vân có rất là nhiều ngữ pháp đi thể thường nhá nhưng mà ở đây chúng ta không thể có ngữ pháp nào như vậy vậy thì bắt buộc đằng sau nó phải là danh từ đúng không vậy thì chúng ta sẽ ghép được với danh từ là số mấy đây danh từ chỉ có cái là số 1 đúng nhỉ đây như vậy thứ tự đúng của chúng ta là ba sẽ ở đầu tiên này ato hantoshi de ba bốn hai và một có nghĩa là ấy, à, nghe nói là cái công trình thi công tòa nhà ở ga ấy vốn dự định nhá đặt tờ tức là ban đầu dự định là như vậy vốn lên dự định là sẽ kết thúc trong nửa năm nữa nhưng mà bây giờ nó bị muộn bị chậm trễ mất các bạn sẽ khoanh vị trí dấu sao số 2 tiếp theo câu số 16 sáu tố sự tokyo okuru no gì đó gì tanoshi erabu koto dore ni suru ka kange nagara ở đây các bạn thấy có okuru này đằng sau đây phải là danh từ đúng không vậy thì chắc chắn nó phải là mấy nó phải là hai cô thực ra thì nó vẫn có thể là một cái dạng ví dụ như tính từ hoặc là động từ gì đấy xong nó ghép với danh từ đằng sau vẫn được nhưng mà ở đây các bạn thấy nếu vậy thì có mỗi cái số 1 erabu Đấy, nếu vậy ghép 1 với lại 2 thì ra cô tố cái việc chọn cái việc chọn gì nhỉ? Cái việc chọn của cái đối tác tặng rất là okashi, không đúng. Vậy thì phải hai cho đầu tiên. Tiếp theo, cô tố vậy đằng sau phải là gì? Đằng sau phải là cái động từ mà đi với cái này, đúng nhỉ? Đây phải là số 4. Kangae nagara. Tiếp theo, chúng ta có Jikang là quãng thời gian quãng thời gian gì quãng thời gian chọn vậy thì chúng ta sẽ có ba do đề nhị sư cờ và một era bự hai bốn ba một các bạn khoanh ở vị trí dấu sao số ba câu này là khi mà tặng quà ấy thì cái quãng thời gian cái khoảng thời gian mà mình vừa nghĩ đến đối phương mình tặng và mình vừa chọn xem là mình uh, à, uh, và mình vừa quyết định xem là sẽ chọn cái gì để tặng thì thì quãng thời gian đấy rất là vui nhá tiếp theo câu 17 Kono pasokon kyo ni wa samazama na kousu ga arimasu gì đó pasokon no pitari desu cái lớp học máy tính này thì có rất là nhiều cái 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 chương trình cái khóa học cái khóa kiso là cơ bản, khóa cơ bản này là phù hợp này, pitari là phù hợp. Vậy thì chắc chắn là đứng trước là phải phù hợp với đối tượng nào. Vậy thì các bạn sẽ xếp được số 2 là hajimete narau kata ni có nghĩa là phù hợp với lại những cái người mới bắt đầu. Đấy, tiếp theo các bạn thấy có này cô sự nanode. Nareru tame no Kihon tích na tsukai kata ni. Vậy thì chúng ta sẽ phải là gì nhỉ? Nó là bởi vì là cái khóa để làm quen với cách sử dụng cơ bản của máy tính đúng không? Như vậy chúng ta dịch được nghĩa như vậy thì sẽ xếp là số mấy nhỉ? Số 4 này. Đấy, đằng sau Pasokono sẽ phải là danh từ. 4 là Kihon teki na tsukai kata ni xong đấy đến là số 3 bởi vì là động từ na đê rự sẽ đi chợ từ nhị quen với cái việc gì đó ta mẹ nô no". và số 1 là cô sự na nô đệ đây tách ra một chút nha cái khóa học cơ bản ấy bởi vì nó là cái khóa học để với mục đích này để làm quen với lại cái cách sử dụng cơ bản của máy tính cho nên là nó phù hợp với lại người mới bắt đầu sao ở vị trí số 1 4 3 1 2 đúng không chúng ta khoanh 1 tiếp theo câu số 18 câu cuối cùng của phần ngữ pháp trong dấu sao Aircon kara ka to yuto tsumetai <laughs> kuki wa atatakai kuki yori omoi kara 冷たい空気が出たどうして部屋の下の方に行くのは từ từ điều hòa vậy thì phải cái gì từ điều hòa phải là đi ra từ điều hòa chắc chắn là số 2 sẽ phải đằng sau cái kara cái gì đi ra đó là số 1 tsumetai kuki ga cái không khí lạnh nó đi ra từ điều hòa ấy đấy vậy thì xếp được đến đây rồi cư kỳ gỡ vậy thì cái 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 không khí này nó sẽ làm sao đằng sau nó phải là động từ của nó đúng không sẽ phải là bốn heiano shita no ho ni iku no với lại cũng hợp lý bởi vì sẽ phải là no do shite ka to một cụm gần như là cố định đấy nếu hỏi tại sao đúng nhỉ ba 2143 nhé Đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án số 4 Câu này là ấy, Nếu hỏi tại sao uh, Cái gì nhỉ Nếu hỏi tại sao cái không khí lạnh Nó thoát ra từ điều hòa Nó lại đi về phía 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 dưới của căn phòng Thì là bởi vì Cái không khí lạnh Nó nặng hơn không khí nóng Tiếp theo là bài ngữ pháp Trong đoạn văn Ika no wa Ryugakusei ga kaita sakubun de aru Đoạn văn dưới đây là một cái đoạn văn mà do một du học sinh đã viết. Bài văn tên là Gomi no Sutekata, cách vứt rác. Chúng ta cùng xem này. À, Nihon de wa gomi wa moeru gomi, moenai gomi, recycle de, recycle dekiru mono nado ni wakete dasana kreba ikemasen. Ở Nhật ấy, thì chúng ta sẽ phải phân loại Rác thì chúng ta sẽ phải phân loại và vứt Phân loại thành rác cháy được, rác không cháy được uh, Những cái thứ có thể tái chế Demo, Nihon Hajimete ga Mada amari imasen deshita Thế nhưng mà ấy, khi mà tôi vứt rác lần đầu tiên ở Nhật Thì tôi không có biết rõ về cái 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 quy tắc đó Vì thế Gomi o Không phân loại số 19 các bạn xem cái gì nhá à vứt vậy thì tôi đã vứt mà không phân loại đúng không vậy thì xem là cái nào hợp lý một này da no desu. tôi đã vứt mà không phân loại để no sự để nhấn mạnh đáp án một là chính xác này số 2 là kara sự là bởi vì không có quan hệ nhân quả ở đây loại da shimata tôi đã vứt rồi không có chuyện là có lẽ tôi đã vứt loại và đây là gì đây kara cũng sai luôn có lẽ vì đã vứt không đúng, đúng phải là số 1 nha. Không copy được chỉ mỗi cái đoạn này. Tiếp theo này. Asa dekakeru toki apato no mae no kimerareta basho ni gomi o dashimashita. Buổi sáng ấy, khi mà tôi ra ngoài thì tôi đã vứt rác ở cái chỗ quy định trước cái căn hộ rồi. Đấy, về trước là vậy. Câu 20, uh, nó đứng ở đầu một câu mà đằng sau dấu phẩy thì đây sẽ là từ nối. Các bạn sẽ nắm vững cái uh, ý nghĩa của câu trước và câu sau để chọn. Buổi chiều khi mà tôi về nhà ấy thì rác của tôi vẫn còn đấy mà chưa được thu gom rõ ràng là đằng trước người ta nói là người ta đã vứt ra đấy rồi đúng không nhưng mà đằng sau là vẫn ở đấy chưa được thu gom vậy thì đây là mối quan hệ đối nghịch vậy phải chọn cái liên từ nào mata thêm nữa dùng để liệt kê này tôi bà ví dụ như dùng để đưa ra ví dụ sore ni thêm vào đó giống mata tokoroga là tuy nhiên nhưng mà đúng phải là bốn nhá giống như là demo hoặc là Shikashi. thế nhưng khi mà tôi về nhà ấy, thì nó lại その日の夜、おやさんが聞いて、紙などの燃えるゴミ、ガラスなどの燃えないゴミ、ペットボトルなどのリサイクルできるものを分けなければな Ikenai, buổi tối hôm đó ấy, thì chủ nhà đến và đã uh, giải thích cho tôi cái lý do mà phải phân loại rác thành gì đây thành là uh, rác cháy được như là giấy này rác không cháy được như là thủy tinh này uh, hoặc là gì đấy hoặc là rác dạ, hoặc là những cái thứ có thể tái chế chẳng hạn như là chai nhựa đấy gomi no naka ni wa mo ichido shigen to shite tsukaeru mono takusan arimas ở trong rác có nhiều cái thứ có thể sử dụng được như là một loại tài nguyên tái chế thêm một lần nữa vậy thì đây 21 này sẽ điền cái gì các bạn thấy nhá mô tô đa kê và yori thì các bạn thấy động từ là động từ arimas là có đúng không thì chúng ta sẽ thường là đi với trợ từ qua, trợ từ ga hoặc là trợ từ mô hoặc trợ từ đa kê cũng được nhưng mà ở đây nếu mà chúng ta dùng là số 3 là đa kê là sao? Chỉ toàn những thứ uh, gì nhỉ? Uh, có thể sử dụng được lần nữa là sai. Nó chỉ là có một số thứ thôi, cho nên là không phải là đa kê là tất cả này. Dù khi so sánh hơn không phải tô cũng không đi với lại động từ đó. Đúng ở đây phải là một mô, ý là ở trong đấy cũng có những thứ có thể sử dụng được thêm một lần nữa. Như vậy ở đây sẽ phải điền là mô. <laughs> nếu như phân loại uh, những cái đó một cách cẩn thận ấy thì gì đây thì có thể bảo vệ được cái nguồn tài nguyên quan trọng trên trái đất đấy, tôi đã hiểu ra được cái điều đó số đây kichin to gomio và từ đấy về sau ấy thì phân loại rác cẩn thận câu 22 sẽ điền cái gì wakera đây cô tổ ai đó quyết định làm gì là sai nhá mình tự quyết định số 2 là wake de yoni shitemas tôi luôn luôn cố gắng đúng không đáp án chính xác là hai tôi luôn luôn cố gắng phân loại rác số 3 là gì tôi đã định phân loại sai đây là tôi nghĩ có lẽ có thể phân loại cũng sai luôn đúng phải là số 2 biết được điều đấy thì tôi luôn luôn cố gắng từ đấy về sau sẽ phân loại rác cẩn thận 最近は物を買うときにこれは燃えるかリサイクルデキルカートカンガエタリモシマスガンデイキマディモサメティトイコンミーセアとケナイコーチャイコーゴミを分けるのは少し大変ですデスケビューフォルアザーキノーヘイブバハモチューデモイママディフュカークカンガエタコトノナカ Uh, cái vấn đề môi trường mà tôi từ trước đến giờ ấy tôi chưa từng nghĩ một cách sâu sắc thì nó đã trở nên gần gũi hơn. Nó 23 sẽ điền cái gì? sự suru để desu, nghe nói, nhận ra. Tôi nhận ra thì không thể dùng nghe nói được loại. Kigashita no de shou liệu rằng tôi đã nhận ra chưa? Sai. Kigashimas, tôi nhận ra, đúng rồi. Câu 4 là Kigashita yo desu, hình như tôi đã nhận ra. Nghe tiếng Việt thì ok nhưng mà trong tiếng Nhật không có nói nhé. Nhận ra là nhận ra chứ không có hình như đã nhận ra. Đúng ở đây phải là Samba, Kiga, Shimasu. Tôi nhận ra được điều đó. Thì đó là cái bài chữa ngữ pháp ngày hôm nay của chúng ta. Các bạn hãy xem kỹ để xem là những cái câu sai thì được giải thích như thế nào nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video bài học sắp tới.